xin chào quý vị và bà con nông dân. Mưa lũ dữ dội vẫn đang trút xuống khu vực Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên. Dự báo đợt mưa lớn ở miền Trung sẽ còn dồn dập và kéo dài đến hết ngày 25 tháng 10 do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp hoạt động của đới gió đông trên cao. Hai ngày tới, vùng mưa mở rộng ra các tỉnh, thành phố khác, trải dọc từ Quảng Trị đến Phú Yên và Bắc Tây Nguyên. Dự báo lượng mưa ở các khu vực như sau. Ở Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng từ 50 cho đến 150mm, có nơi trên 150mm. Ở Quảng Nam, Quảng Ngãi từ 200 cho đến 400mm, có nơi trên 450mm. Tại các tỉnh Bình Định, Kon Tum và Gia Lai, lượng mưa từ 100 cho đến 200mm, có nơi trên 250mm. Do mưa lớn dồn dập nên từ nay 23 tháng 10 đến 25 tháng 10, trên các sông ở Quảng Nam, Bình Định, Kon Tum khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Vu Gia, Quảng Nam lên mức báo động 2, báo động 3. Sông Thu Bồn, Quảng Nam, các sông ở Bình Định, sông Đắk La, Kon Tum lên mức báo động 1, báo động 2, có sông lên trên báo động 2. Cảnh báo nguy cơ rất cao xảy ra ngập úng trên diện rộng, lũ quét và đặc biệt là sạt lở đất đá ở các khu vực đồi núi. Trước diễn biến mưa lũ dồn dập và rất phức tạp, sáng nay ngày 23 tháng 10, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện về việc chủ động ứng phó với mưa lũ ở miền Trung những ngày tới. Đặc biệt lưu ý khẩn trương tìm kiếm người mất tích, cứu chữa người bị thương, cứu trợ khẩn cấp lương thực, nhu yếu phẩm cho những hộ bị mất nhà, không để người dân bị đói rét. Chủ động ra soát phương án, sẵn sàng huy động lực lượng tổ chức sơ tán khẩn cấp các hộ dân tại các khu vực không đảm bảo an toàn, nhất là khu vực có thể xảy ra ngập sâu, chia cắt, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Tổ chức thông tin hướng dẫn các người dân đi lại an toàn qua các ngầm tràn, tuyến đường ngập sâu khi có mưa lũ, hướng dẫn người dân dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu, đề phòng mưa lũ gây ngập úng, chia cắt kéo dài. Triển khai phương án bảo đảm an toàn đê điều hồ đập, tổ chức giám sát việc vận hành an toàn các hồ đập trên địa bàn, đặc biệt đối với các hồ đập sung yếu đã đầy nước. Khép lại bản tin thời tiết nông vụ hôm nay là dự báo nhiệt độ các khu vực trong đêm nay và ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và bà con trong các bản tin tiếp theo. Thank you.